Thưa quý vị, mới đây thì những hình ảnh về một chú mèo bán cá siêu điệu siêu ngầu ở Việt Nam đã bất ngờ gây sốt trên mạng ở cả trong nước và ngoài nước. Chú mèo này có tên là Chó và năm nay 3 tuổi, ngụ tại Hải Phòng. Thi thoảng chú được chủ của mình là anh Lê Quốc Phong đưa ra chợ để bán cá. Mỗi lần xuất hiện thì chú đều thu hút sự chú ý của người qua đường.